cái thùng, mấy cái thùng này về mấy ngày trước rồi, hôm mua vô không rách mà giờ thấy rách rồi. Nào rách thì bán rẻ ha, còn cái nào còn nguyên thì cứ một cặp loa, một thùng loa này là 100.000 ha. Pin, pin laptop ở xíu giờ ở đây vẫn đang bán nè, cái cục 6 cell thì 35.000. Còn này pin vuông, này là pin tròn nha, cái pin tròn này là gì 18650 gì đó. Còn cái này là pin vuông này bán sát nha, ở đây không có thử đâu, không mở luôn, tất cả còn nguyên tem ha. Này là 25.000 cái. Máy sạc laptop này đây chú giờ vẫn đang bán rồi. Ai có mua sạc laptop này đâu mua ha. Điện thoại, điện thoại đang bán trên Shopee 88.000 á. Ai mua một cái tặng con cái trả nó. Bảo hành tháng. Tặng là chắc là hết bảo hành rồi. Đèn. Đèn này còn đang sáng nãy mới mua nè. Bán 50.000 cái. CB này về CB này cái 20. Tính tép á, tép 10.000 nhưng mà hiệu hiệu tốt đốt thì bán gấp đôi giá. Loa, loa này có giới thiệu rồi, thôi bỏ qua đi. À, cái này. Cái này nãy thử là còn đang chạy như bấm nút không được á. Bấm nút bị liệt nút hay gì đó. Con này 400.000. Loa này đang bán cho anh là 50.000 cái, nhưng mà thường là gỡ cái miếng nhựa ra chứ gửi cái loa không à. Rồi mấy anh này 70 bán sát nha, không có after này, này này biết rồi. À loa mới về nè, loa này còn kêu thì 200.000. Loa này có chó vuông nên nó hơi mắc xíu, con này 300.000. Cái này là cái nó quay phim cổ. Cái phim cổ này 101 cái. Rồi cảm ơn.